Vâng, xin chào tất cả các anh em cần thú. Hôm nay shop em mới về một cái loại cần đơn mới, cần câu tay, câu đài. Hàng rất là đẹp. Hàng này của Đài Loan cao cấp. Cần này có độ cứng là 5H và tên của chiếc cần này là Daiwa Idolcare. Đấy, hàng này của chính hãng của Đài Loan. Và tông là trắng trắng vàng, rất là đẹp, rất là lỗi. Chiếc cần này được thiết kế rất là đặc biệt nên màu sắc cũng như là thiết kế là rất là ok, rất là đẹp. Đây, có chữ của Đài Loan và chữ Nhật Bản. Cần này có độ dài từ 3m6, 4m5, 5m4 và 6m3. Đấy, giá thành em sẽ ghi ở dưới bài viết nhé. Đây, hàng này rất là đẹp. Ngọn cần thì là ngọn cần 1,5 mm vân xoắn. Nhức tính thì từ tầm 2,5 cân, thu gọn là 1m1 đấy, 110 cm. Đấy, rất là ok nhá, rất là dẻo. Em sẽ thử độ dẻo cho anh em xem luôn. Và bây giờ mình sẽ test thử độ độ dẻo của cần này. Cần độ cứng 5H mà rất là dẻo luôn. Đấy. Và anh em nhớ là khi mua hàng của shop bên mình thì anh em có thể có quyền được kiểm tra hàng thoải mái luôn. Đấy, báo nhân viên bưu điện kiểm tra thoải mái, đúng tên thương hiệu Idolcare, anh em có thể nhận hàng. Giá thành của sản phẩm là 3m6 là 330 ngàn, 4m5 360, 5m4 là 390 và 6m3 là 420 ngàn. Đấy, giá đó là chưa bao gồm phí ship nhá. Anh em mua hàng thì cứ liên hệ với mình qua số điện thoại 0982 510555. Và bây giờ em sẽ cho anh em chiêm ngưỡng lại chiếc cần Idolcare Daiwa của em, hàng hàng của shop em mới về. Đấy, rất là đẹp nha. Tay cầm này rất là đẹp, rất là ok. Đấy, anh em nhớ đăng ký kênh giúp mình và chia sẻ kênh giúp mình. Đấy, và mình sẽ làm những video về cần câu, lưới câu hay là lồng bắt quái và đồ dụng cụ bắt cá cho anh em xem. Anh cảm ơn anh em đã theo dõi video nhé. Tạm biệt anh em.